Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hôm nay em quay cho anh chị một nút giao cực kỳ đẹp ở huyện Nhân Trạch, kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành. Đó là cái nút giao giữa đường 25C với quốc lộ 51 anh chị nhé. Anh chị nhìn dưới phía góc tay phải của màn hình, đó là nút giao từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu và từ Nhân Trạch đi sân bay. Thì cái hướng em đang quay đây anh chị là hướng từ sân bay qua Nhân Trạch anh chị nhé. Cái đường phía dưới là đường quốc lộ 51, thì hai cái ngõ rẽ hai bên, thì ngõ vào cái hình góc á, là anh chị sẽ thấy là như là một cái nhánh hoa hình trái tim vút lên đó. Thì bên cạnh này em sẽ quay toàn cảnh về cái nút giao này cho anh chị. Nút giao cực kỳ đẹp anh chị nhé, và nút giao mang lại cho nhà đầu tư rất là nhiều cái giá trị khi mà thị trường đang ảm đạm như hiện nay, là cơ hội để cho anh chị đầu tư khu vực huyện Nhân Trạch cũng như là huyện Long Thành, khu vực xung quanh sân bay. Và cái hướng mình quay á là cái toàn tiếng để cho anh chị có cái nhìn tổng quát về khu vực này. Và khu vực em đang bay đây anh chị là quay về phía sân bay anh chị nhé. Từ quốc lộ 51 đi vào sân bay, nhìn xa xa thì anh chị sẽ thấy được là cái khu vực sân bay đang thi công. Cái này nó là do là em quay sát cái mặt đất, gửi cho anh chị cái thông tin cụ thể về khu vực, tầm nhìn bao quát hơn, thì em sẽ nhắc cái máy lần hơn để cho anh chị có cái nhìn tổng quát. Là khu vực này là vô phía xa sân bay anh chị nhé. Nên là có những cái góc nhìn, những cái hướng để cho anh chị có những cái nhìn tổng thể về cái khu vực. Thì đoạn đường là đang san lấp anh chị, kiểu như làm là đổ bồi từ ngoài vào trong anh chị nhé. Vì tính ra là khu vực đường quốc lộ 51 là khu vực đất bồi, đất đổ, thì giờ là đổ từ quốc lộ 51 đổ ra anh chị. Đổ ra thì khu vực chỗ này là chủ yếu là đất đất rụng là chính. Vì khu vực này em cũng đã từng chia sẻ cho anh chị rất là nhiều cái video, là qua cái sông Nhân Trạch đó anh chị, là Nhân Trạch là bao quanh sông, thì khu vực Hiệp Phước, khu vực Long Thọ thì có bờ canh bờ ký anh chị nhá, thì khu vực này nó cũng có cái lòng sông như vậy, có những cái khu vực đất sình đổ rất là rộng. Hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị cái nút giao cực kỳ đẹp, mang lại cái lợi thế cho anh chị đầu tư ở khu vực Long Thành, Nhân Trạch trong tương lai, đặc biệt là khu vực Nhân Trạch là cửa ngõ vào sân bay đối với thành phố Hồ Chí Minh, cũng là cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh đối với các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và các cái vùng như Đồng Nai, Bình của Bà Rịa Vũng Tàu. Gửi cho anh chị cái thông tin đang thi công cái đường T1 của sân bay anh chị nhé. Hình nút giao cực kỳ đẹp. Cảm ơn anh chị đã xem video của em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.